Ảnh hưởng của lãi suất đến giá cổ phiếu. Nếu bạn đang đầu tư chứng khoán, thì chắc chắn bạn phải biết lãi suất ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. 1. Khi lãi suất giảm thì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào? Góc độ người dân, lãi suất thấp thì lãi suất gửi ngân hàng cũng thấp. Tiền lãi sẽ không đáng kể, khi đó chúng ta ít động lực gửi tiết kiệm hơn. Chúng ta có xu hướng muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng và tìm kiếm kênh đầu tư mang lại lợi nhuận tốt hơn như chứng khoán, bất động sản, vân vân. Góc độ doanh nghiệp, một khi lãi suất thấp thì doanh nghiệp vay tiền ngân hàng phải trả khoản lãi thấp hơn. Doanh nghiệp sẽ thích điều này và có xu hướng đi vay nhiều hơn để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi lãi suất thấp thì chi phí phải trả cho ngân hàng đi vay giảm đi rất nhiều. Điều này giúp cho lợi nhuận của các doanh nghiệp này tăng lên. Lúc này bên ngoài thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư thấy được lợi nhuận cao của doanh nghiệp, họ sẽ mua cổ phiếu của doanh nghiệp, khi đó giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Vậy chúng ta nhìn thấy được mối tương quan. Khi lãi suất giảm, trong hầu hết các trường hợp giá cổ phiếu sẽ tăng. 2. Trong trường hợp ngược lại, khi lãi suất tăng thì ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào? Khi lãi suất tăng, người dân nhìn thấy lãi suất cao, họ sẽ rút tiền từ các kênh như chứng khoán để gửi tiền tiết kiệm. Dưới góc độ của doanh nghiệp, lúc này họ cũng thấy lãi suất tăng cao, họ sẽ không có nhu cầu vay vốn để tăng cường các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà đầu tư sẽ không thấy giá cổ phiếu này hấp dẫn nữa, họ sẽ không mua dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Vậy khi lãi suất tăng thì rất có thể sẽ kéo theo giá cổ phiếu sẽ giảm. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu nâng cao lên một chút, trong trường hợp lãi suất tăng cao, chúng ta gửi tiết kiệm và nhận được một khoản lãi cao hơn bình thường. Lúc đó không chỉ thu hút các nhà đầu tư Việt Nam, nó còn thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ người Mỹ, họ chi tiêu bằng đồng đô la Mỹ, họ thấy gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng có lãi suất cao, nên họ bán đô la Mỹ để mua Việt Nam đồng. Sau đó họ gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng. Khi đó nhu cầu mua Việt Nam đồng tăng lên và làm cho giá Việt Nam đồng tăng lên. Kết quả tỷ giá đô la trên Việt Nam đồng sẽ giảm đi. Tức là ngày trước 1 đô la đổi được 23.000 đồng, bây giờ Việt Nam đồng mạnh lên nên chỉ đổi được 20.000 đồng thôi. Cảm nhận của người nước ngoài khi mua hàng hóa của Việt Nam sẽ đắt hơn. Lúc trước tôi có 1 đô la tôi mua được 23.000 đồng hàng hóa Việt Nam, nhưng bây giờ tôi chỉ mua được có 20.000 đồng hàng hóa Việt Nam. Hàng hóa chúng ta sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh về giá và giảm về khả năng tiêu thụ. Tóm lại, khi lãi suất cao làm cho Việt Nam đồng tăng giá, hàng hóa Việt Nam đắt hơn trên thị trường quốc tế, doanh thu các doanh nghiệp Việt Nam giảm, làm cho cổ phiếu của doanh nghiệp đó giảm. Tóm lại, khi lãi suất tăng, thì giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, khi lãi suất giảm, thì giá cổ phiếu sẽ tăng.